Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ tổ chức đi thăm tặng quà 83 gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã. Đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Dịp này, thị xã trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng.